Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến nối với ngày hôm nay. Thì các bạn có thấy là ở thời điểm hiện tại thì Bitcoin đang liên tục tạo những vùng đáy mới, cùng với đó là chúng ta chứng kiến liên tục những cái Bigfoot bad news trên thị trường liên tục tung ra, đúng không ạ? Thì ở trên thị trường tài chính có một câu nói khá nổi tiếng, đó là hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Đây phải nói là một câu nói kinh điển, tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì chỉ khi nào mà các bạn có đủ trải nghiệm, đủ kiến thức, các bạn hiểu bản chất của thị trường thì chúng ta mới nên xuống tiền vào hàng khi mà thị trường đang xấu mà thôi. Không phải lúc nào thị trường xấu cũng là cái thời điểm mà chúng ta nên vào hàng. Vậy thì ở trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái dữ liệu về on-chain và đặc biệt những cái dữ liệu này thì cho chúng ta được một cái sự tham khảo là thời điểm hiện tại là chúng ta đã nên đầu tư, đã nên vào hàng hay chưa. Cụ thể là như thế nào thì bây giờ mình sẽ đi đến cái nội dung chính của ngày hôm nay. Ok, thì để bắt đầu video ngày hôm nay thì trước khi đi vào chuyên sâu phân tích các cái thông số chi tiết thì mình có một dữ liệu khá hay và cũng tương đối mới về chu kỳ của BTC. Thì như các bạn có thể thấy ở trên màn hình là mình đang có một cái thống kê về Bitcoin BTC 4-year cycle đến từ The Rational Root. Thì đây là một biểu đồ khá lạ, tuy nhiên trong ngành phân tích dữ liệu nói chung ấy hay là trong data on-chain thì những cái biểu đồ radar như thế này thì đang rất được ưa chuộng bởi cái tính chính xác cũng như là đơn giản và hiệu quả trong cái việc mà biểu thị thông tin. Thì đầu tiên như mọi người thấy ở đây là chúng ta có một cái đường tròn khép kín, đúng không ạ? Trong đó có rất nhiều những cái đường tròn đồng tâm khác đại diện cho những cái mức giá của Bitcoin theo chu kỳ từ 1 đô, 10 đô cho đến 10 ngàn và 1 triệu đô. Thì cái đường màu vàng khoắn ốc chính là đường biểu thị cho giá của Bitcoin và những cái chấm màu xanh dương, xanh đỏ và màu xanh lá sẽ lần lượt là tượng trưng cho những cái mức giá all time high, all time low và giá của Bitcoin ở cái kỳ halving. Thì tổng quan mà nói thì một cái cycle của Bitcoin sẽ gồm 4 năm và chia ra thành 3 pha, đúng không ạ? Và thời điểm halving này, thời điểm tăng trưởng all time high và thời điểm downtrend về all time low. Thì ở trong 4 năm này thời điểm từ all time high đến all time low sẽ chiếm 1/4 đường tròn, tức là khoảng 5. Điều này không chỉ đúng với Bitcoin ở những cái chu kỳ trước mà tại thời điểm hiện tại. Nếu mà chúng ta so với đỉnh của Bitcoin ở mức là 69.000 đô thì gần như chúng ta đang trải qua tròn đúng 1 năm downtrend. Và nếu như theo những dữ liệu này tính toán đúng ấy, thì chỉ một thời gian thôi chúng ta sẽ chạm vào cái đường màu đỏ all time low của cái chu kỳ lần này. Và ngoài ra thì để mà giá của Bitcoin có thể tăng trưởng và những cái đường tròn về giá được mở rộng hơn trong tương lai thì chúng ta sẽ phải cần một cái giai đoạn khoảng 1.5 năm tính thời điểm all time low đến ngày Bitcoin halving. Và đây cũng chính là giai đoạn mà thị trường sẽ tích lũy và là giai đoạn khó nhất, lâu nhất và nhiều nhà đầu tư sẽ chán nản bỏ cuộc nhất ở trong thời điểm này. Tuy nhiên thì trong cái nguy chúng ta có cái cơ. Nếu như các bạn mà đang còn USDT mà các bạn tích lũy được Bitcoin hay những cái đồng coin tốt trong giai đoạn mà đa số mọi người đều đang rời bỏ này thì mình tin chắc rằng là các bạn sẽ cực kỳ thành công cho đến cái mùa sau, chính là cái mùa uptrend tính từ cái thời điểm halving cho đến thời điểm mà chạm được đến cái all time high, chưa ạ? Nếu như các bạn nào mà thường xuyên theo dõi mình thì chắc chắn là các bạn sẽ biết cái biểu đồ radar này và nó cũng sẽ cho ra những cái thông số về chu kỳ rất giống so với cái dữ liệu có tên là BTC Master Plan của Master Kenobi ở trên Twitter. Và cả hai thì đều cho chúng ta những cái vùng giá đáy và cái thời gian Bitcoin chạm đáy cũng như cái thời điểm uptrend khá là giống nhau. Chúng ta sẽ đều có những cái vùng giá đẹp để gom vào giai đoạn cuối 2022, thậm chí là nửa đầu 2023. Và cái thời điểm lý tưởng để Bitcoin đạt all time high sẽ là ở thời điểm cuối 2025 và đầu 2016. Tuy nhiên thì với BTC Master Plan thì chúng ta sẽ nhìn thị trường ở góc độ vi mô hơn, tức là chi tiết về số ngày, về phần trăm đỉnh và đáy. Tuy nhiên thì ở cái biểu đồ radar mà mình vừa chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn dưới góc độ vĩ mô hơn, tổng quan hơn, là phần nào sẽ giúp cho các bạn yên tâm hơn khi mà các bạn hold BTC, khi mà các bạn đang đầu tư. Ok, thì video ngày hôm nay của chúng ta được tài trợ bởi sàn CoinEx. Đây là một trong những sàn giao dịch tương đối là uy tín, được thành lập từ năm 2017 và đang một trong những sàn giao dịch có lượng thanh khoản tốt nhất và niêm yết khoảng hơn 600 cặp coin khác nhau với khối lượng giao dịch 24 giờ lên đến hàng trăm triệu đô. Và hiện tại thì sàn CoinEx họ đang có một cái chương trình airdrop với phần thưởng là 15 USDT. Thì nếu như các bạn chỉ cần hoàn thành những cái bước rất là đơn giản trong thời hạn từ ngày 22 tháng 1 cho đến ngày 29 tháng 11 thì nếu như các bạn là người chiến thắng thì phần thưởng sẽ gửi thẳng vào tài khoản spot của các bạn. Chi tiết về chương trình này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả video để các bạn hứng thú, các bạn có thể tham gia chưa? Ngoài ra thì một số những dữ liệu khác cũng đang ủng hộ cái việc chúng ta đang ở rất là gần cái mức all time low trong thị trường, đó chính là dữ liệu on chain đến từ Sklarnode trong cái báo cáo số 47 được tạp chí này public vào hồi đầu tuần. Thì cái bản report này có tiêu đề là Uncertainty Among Sway and Old Hands. Chúng ta có thể hiểu nhanh đó là sự do dự lưỡng lự của các cá voi và holder lâu năm.
Và như các bạn có thể thấy ở trong bản báo cáo của Lanos sẽ show chúng ta rất nhiều cái dữ liệu để mà truy dấu những cái hoạt động của cá voi, sự biến động của volume cũng như là số BTC được nạp rút trên sàn. Và để giải thích full cái report này thì sẽ mất khá là nhiều thời gian, thế nên là mình sẽ cho các bạn chú ý đến hai cái biểu đồ chính mà mình thấy tương đối quan trọng và chúng ta sẽ có khá là nhiều thông tin ở thời điểm hiện tại. Cái dữ liệu đầu tiên đó là các cái thông số liên quan đến BTC position chain, được hiểu là biến động của Bitcoin đang được nạp rút khỏi các sàn dịch là như thế nào. Thì các bạn có thể thấy rõ một điều đó là cái cột màu đỏ biểu thị cho số Bitcoin bị rút ra khỏi sàn vừa đạt mức all time high mọi thời đại. Cụ thể thì nếu chúng ta tính theo tháng ấy, thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì đã có tới 172.000 bit đã bị suy giảm ở trên các sàn dịch. Và cái sự sụt giảm nghiêm trọng này đến từ rất nhiều lý do. Tuy nhiên thì theo mình thì lý do lớn nhất đó chính là người dùng họ đang mất niềm tin vào thị trường sau khi mà sàn FTX đã bị sụp đổ. Giá của Bitcoin rất mạnh gây ra cái tâm lý hoang mang cũng như là lo sợ mất tiền, khóa tài khoản nếu như các sàn giao dịch bị sập, khiến cho không chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà kể cả cá mập họ cũng đang có những cái động thái là bán bớt BTC hoặc là rút số Bitcoin mình đang hold về dự trữ trên ví lạnh. Cái dữ liệu thứ hai cũng khá là hay trong các bản report này đó chính là về old hand, hay chúng ta còn gọi là những cái nhà đầu tư dài hạn, những cá mập đã đi ở thị trường, đã đi với thị trường từ nhiều chu kỳ trước. Thì theo những thông tin được Glassnode cung cấp ấy, thì cái đối tượng này họ đã thực sự là thức tỉnh khi mà thị trường sập. Điều này được chứng minh rất rõ bởi dữ liệu có tên là SVIB, số liệu thống kê về volume giao dịch của các holder trên thị trường. Và với dữ liệu này thì các bạn có thể thấy mỗi một dải màu sẽ đại diện cho các cái ví có độ tuổi khác nhau. Ví dụ như là những cái dải màu tối sẽ biểu thị cho volume của những Bitcoin được hold từ vài tháng cho đến vài năm. Trong khi đó thì những cái dải màu nhạt là số lượng coin mới được bán trong vài ngày hoặc vài giờ. Quay trở lại với biểu đồ thì rõ ràng là các bạn có thể thấy là trong thời gian gần đây thì khi mà thị trường xấu thì chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện những cái dải màu đậm biểu thị cho những cái fair holder từ 2 đến 3 năm hoặc thậm chí 5 đến 7 năm bắt đầu có những dấu hiệu giao dịch rồi. Và điều này thì chứng tỏ rằng là đang có một số những cái holder dù là có cứng tay đến mấy, tuy nhiên là cái số coin hiện tại cũng đang phải đem lên sàn và bán sàn. Điều này theo mình tuy không tốt cho Bitcoin trên phương diện giá trong ngắn hạn, tuy nhiên đó là cho mình cho rằng một điều khá tốt cho thị trường để mà có thể thanh lọc như là ở thời điểm hiện tại. Ngoài những số liệu Glassnode ra thì hiện tại số Bitcoin có tuổi đời trên 3 tháng đang chiếm khoảng 4% tổng volume giao dịch. Điều này cũng trùng khớp với một số cái sự kiện thị trường hoảng loạn và panic sell trong quá khứ. Ok, thì ở cái phần tiếp theo của video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái dữ liệu khác cũng tương đối hay mà mình đã research được trong khoảng thời gian gần đây đến từ các cái hợp đồng quyền chọn, một cái dạng thị trường khác của chúng ta hay trade spot và future. Các bạn có thể thấy ở trên biểu đồ hiện tại là chúng ta có những cái đường màu xanh dương đang khá đậm, biểu thị cho việc call option đang áp đảo so với cặp put option, đúng không ạ? Và nếu như các bạn nào mà chưa biết về call option ấy thì nó sẽ thể hiện cho người dùng đặt niềm tin vào việc giá tăng trong khi put option thì ngược lại. Và đa số thì mọi người sẽ bình chọn cho cái việc giá sẽ giảm trong tương lai. Tại thời điểm hiện tại thì khi mà những cái hợp đồng quyền chọn call option cao hơn put option, tức là số người đang đặt cược vào các hợp đồng dự đoán Bitcoin sẽ tăng là rất là cao. Tuy nhiên thì như các bạn có thể thấy thị trường tài chính thì nó sẽ không dành cho số đông. Bản chất của việc dự đoán là 50-50 và thường thì thị trường sẽ đi theo một cách rất là khác. Chúng ta khó có thể đoán được một cách chính xác. Do đó thì để Bitcoin tăng trưởng trở lại theo dự đoán của số đông và đa số những người chiến thắng có thể lấy được tiền từ call option, mình cho rằng là điều không dễ để có thể xảy ra. Mình nghĩ rằng là Bitcoin sẽ tiếp tục sideways đi ngang và có một thể là sập một vài cây trước ngày mà hợp đồng quyền chọn đến đáo hạn. Và đây là một cái kịch bản mà có khả năng xảy ra khá là cao trong thời gian tới cùng với những thông tin phút sẽ tiếp tục được tung ra. Ok, thì trước khi khép lại cái video ngày hôm nay ấy, thì tất cả những cái dữ liệu về on-chain, cái tin tức hay là những cái lệnh mình sẽ hỗ trợ mọi người, mình sẽ đều update miễn phí trên group Telegram của anh Review Capital. Thì nếu như các bạn đang giao dịch ví dụ future hoặc margin mà các bạn chưa biết hỗ trợ là giao dịch như thế nào, các bạn có thể tham gia vào cái group free này. Ngoài ra thì những cái bạn nào mà đang mới bước chân vào thị trường crypto mà các bạn chưa biết là bắt đầu từ đâu hỏi từ ai thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học hoàn toàn free dành cho người mới. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn ấy, thì các bạn hãy tham khảo khóa học chuyên sâu về đầu tư crypto cũng như là khóa học chuyên sâu về trading. Mình đều có những cái khóa chuyên sâu dành cho những các bạn có những cái level cao cũng như là muốn thực sự là nghiêm túc đầu tư ở trong thị trường này. Thì tất cả những cái thông tin này mình sẽ đều để ở bên dưới phần mô tả của video, thì các bạn có thể truy cập và sau đó thì sẽ có admin sẽ hỗ trợ cho các bạn tùy theo cái mong muốn của các bạn là như thế nào. Ok, thì đó là toàn bộ những nội dung trong video ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong video sau.